Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ cũng lại là một vấn đề nói về việc nuôi con và bảo hiểm ở ở Nhật và mình á, theo bản thân của mình á, trường hợp của mình á, thì mình đã sinh em bé ở Việt Nam và sau đó 3 tháng sau mình mới đi Nhật. Đó. Thì khi mà mình sanh em bé Việt Nam á, cũng là do mình quá bỡ ngỡ vì mình là làm mẹ lần đầu nên á, mình có thể là chưa chăm sóc bé cũng chưa có thuần thục. Đầu tiên là việc mà khi mà cho bé bú, bế bú xong rồi là phải đỡ bé lên để mà cho là để phải làm sao cho bé ở mới được. Đó, đó lúc đó là mình cũng rất là chưa có thuần thục, phải là bé của mình hay bị trào trào thì ọc quá lắm nên bác sĩ cũng có dạy mình cách để mà bé bế bé lên để mà làm để mà cho bé dễ ở á. Mình cũng cố gắng tập lắm nhưng mà cũng trải qua cái thời gian đó cùng mình nghĩ lại cũng cảm thấy rất là khó khăn. Có thể là mình do mình vụng về đó. Còn một việc nữa đó là khi mà bé của mình á, không biết là do sữa của mình lạnh hay là như thế nào mà bé của mình hay cái bụng á cứ hay kêu lắm, kêu mà cảm thấy nó không bình thường. Bởi vì được đây là mẹ lần đầu, mình cũng rất là lo lắng nên mình chở đi bác sĩ. Và bác sĩ thì do ở bệnh viện á thì có nhiều người nên thành ra mình cứ cũng có tại vì bé cũng mới sanh thôi, mình cũng hạn chế nên mình không có đi bệnh viện, mình đến phòng mạch riêng đó. Nhưng mà phòng mạch riêng á, thì do là người dân trong gia đình của mình nên về bác sĩ nhi á, trong gia đình của mình nên khi khám á, thì mình không có mất tiền nhưng mà kê toa thuốc cho mình là để mình đi ra ngoài tiệm thuốc để mình mua. Đó là nếu mà thật ra nếu mà không phải là người nhà không quen biết thì dĩ nhiên là sẽ mất tiền đó. Việc mà bảo hiểm cũng vấn đề bảo hiểm thì hình như là bảo hiểm ở Việt Nam á, cho trẻ từ 0 tuổi tới 6 tuổi thì như là miễn phí, hình như là miễn phí thì phải. Cái đó là mình cũng không có rành, nhưng mà còn bảo hiểm về người lớn á thì một ở Việt Nam á, mỗi một năm là mình phải mua bảo hiểm một lần đó. Còn ở Nhật á, cái vấn đề mà khác đó là vấn đề ở Việt Nam bảo hiểm Việt Nam, còn vấn đề bảo hiểm ở Nhật á, thì các bạn sẽ trả cho một mỗi tháng một, nhưng mà không phải là mỗi tháng mỗi trả mà một một năm á, các bạn phải trả bảo hiểm 10 lần, chỉ là từ tháng 3 cho tới tháng 6 là mỗi tháng các bạn đều phải trả, chỉ có tháng 4 và tháng 5 thôi là các bạn được miễn, là không còn không phải trả, là một năm chỉ quy là 12 tháng nhưng mà bạn chỉ cần trả 10 tháng thôi đó. Là mà nhưng mà như vậy tính ra tiền bảo hiểm của Việt Nam cũng rất là rẻ so với bảo hiểm ở nước ngoài rồi, và bảo hiểm nói chung là bảo hiểm ở Nhật đó. Nhưng mà bảo hiểm ở Nhật á thì theo mình được biết á thì họ tính luôn cho cái mà cái những cái phòng mạch riêng tư á, không có cần nhất thiết là bạn đến bệnh viện đâu, mà bạn đến phòng mạch riêng tư họ vẫn có thể hỏi bảo hiểm của bạn để mà họ trừ vào cái bảo hiểm đó, họ chia ra cái phần phần bảo hiểm đó và chỉ bạn chỉ trả một phần ít thôi chứ không có cần phải trả 100% giống như phòng mạch tư của Việt Nam đó. Còn về vấn đề mà nuôi con mà đi bệnh viện ở Nhật á thì tùy cái khu vực mình sống, tùy cái khu vực mình sống mà bảo hiểm nuôi con có thể là họ sẽ giảm sẽ không lấy tiền của bạn cho tới con cấp hình như là cấp 2 để mà sản sinh ra giới trẻ nhiều hơn. Từng khu vực tùy từng khu vực thôi nha, chứ không có phải là tất cả nước Nhật đều giảm cho tới khi mà con của bạn tới bậc trung học cơ sở đâu, tùy khu vực thôi chứ không phải là như vậy, chứ ở đâu cũng vậy. Và tới
nó quay lại chuyện với thực tế con gái của mình. Con gái của mình khi mà con gái của mình lúc mà tại vì bé còn nhỏ, da còn yếu nên nó kiểu nhiều khi mùa hè ở Nhật á, nó nóng, cảm giác nó nóng hơn mùa hè ở Việt Nam rất là nhiều, nhưng mà da của con mình nó yếu hơn do những bé khác nên rất là dễ mặt tả, rất là dễ bị ửng đỏ đi, ửng đỏ đồ này nọ, bị ngứa đi, hoặc là khi nào mà bé bị cảm á, thì nếu như mà ở Việt Nam á, thì chạy ra hiệu thuốc mua, nói là bé bị cảm thì mua rồi thuốc rồi này nọ. Nhưng mà ở Nhật á, thì họ rồi tại vì có bảo hiểm đi, họ đều đi tới phòng khám hết, đi tới phòng khám hết hoặc là đi tới bệnh viện đó. Còn bản thân của gia đình của mình á, thì mình cũng chở bé đi tới phòng khám. Mà ở Nhật có nhà thì họ sẽ, khi nhà mà có bé thì họ sẽ phát cho bạn một cái gọi là một cái tờ giấy đó. Khi nào mà bạn đến phòng khám á, thì bạn đưa bảo hiểm nè, bảo hiểm của bé ra, rồi bảo hiểm rồi cái tờ giấy của địa phương ra, là họ sẽ dạy quẻm hoàn toàn, họ khám cũng miễn phí và cho thuốc cũng miễn phí luôn, không có cần phải mất không có cần phải tốn một đồng nào giống như ở Việt Nam cả. Mình cảm thấy điều đó rất là đó là sự khác biệt ở Nhật và Việt Nam. Tuy là ở Nhật cái gì cũng cao, nó cái gì cũng cao hơn, nhưng mà cái sự mà chăm sóc nuôi dạy con cái mình cảm thấy nó dễ hơn và nó tiện hơn ở Việt Nam. Đó là ý kiến riêng của mình, không phải là mình. Nhưng mà ở Việt Nam thì cái nào cũng có cái chỗ nào, nơi nào cũng có điểm tốt của nó, không phải là ở Nhật tốt, ở Việt Nam xấu, mà dĩ nhiên ở Việt Nam nó tốt hơn, ở Nhật cũng có, và ở Việt Nam tốt hơn ở Nhật. Đó là gì? Đó là khi mà các bạn hiện ở Việt Nam á, thường thường á, thì hàng xóm với nhau thường hay lại tụ tập chơi, với lại con cái cũng tụ tập chơi đồ. Còn ở Nhật á, mình thấy á, như con gái của mình à, không có bạn bè, không có chơi gì với ai hết trơn, tối ngày chỉ cắm đầu vậy, buồn thì chơi với mình chơi với ba mẹ chơi chung, hoặc là chơi đồ chơi, hoặc là coi máy thôi. Mình cảm thấy tuổi thơ không có như những bé ở Việt Nam, giống như so với bản thân mình à, ngày xưa tuổi thơ của mình cũng rất là nhiều, rất là vui luôn, mà bây giờ mình thấy tuổi thơ của con mình á, thấy rất là buồn đó. Mình cảm thấy đó là một sự khác biệt, không có bù đắp được. Còn ở Nhật á, thì tại do Việt Nam là đang phát triển thôi, khi nào mà sau này Việt Nam, đương nhiên là Việt Nam nó phát triển lên 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 nữa, biết đâu Việt Nam cũng sẽ phát triển cũng từ theo thời gian, thì đương nhiên Việt Nam cũng sẽ như như ở Nhật thôi. Mình nghĩ đó là những cái chênh lệch về trước và sau thôi. Đó đó là những ý kiến của mình, nhưng đó là những gì mình đã từng trải và những cảm nhận của mình về những khác biệt về việc nuôi con ở Nhật và ở Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thích thì hãy bấm đăng ký và ủng hộ cho kênh của mình nha. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.